Vâng, tiếp tục thì mình đã có mặt tại một cái làng cũng có cái nghề trồng mai cũng khá sớm ở đất An Nhơn Bình Định. Đó là làng Thanh Liêm nha. Làng Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì mình đi trên con đường liên xã này, liên thôn này, thấy có mấy chị đang xuống lá mai, sảnh mai đây, rất là vui. Đây là những cái chậu mai các chị đã xuống lá. Rồi. Bây giờ đang rút cọc. Cái lô mai của mình đây là bao nhiêu một chậu đó chị? Trung bình đó. Chậu hết rồi chú này. À là bao nhiêu chị? Dạ. Dạ. Ô chủ mà không biết là. À thì giá mình đưa ra là bao nhiêu? Cái giá mình muốn bán là bao nhiêu với cái lô này? Đây nó là cũng là trung đúng không? Giá bao nhiêu đây chị? Nói giá chứ đâu. Muốn bán bao nhiêu, giá không bao nhiêu? Không, đây YouTube mà. Để nhiều người ta xem người ta muốn mua đó. Lên đây là xung quanh nó nghe nó biết rồi. Mình bán là mình nói giá, bên kia là người ta nói giá mà. Nếu như mọi năm thì như cái gốc mai như cô đang thấy ở đây là khoảng bao nhiêu? Như mọi năm mình bán là khoảng bao nhiêu? Thôi mình lấy cái giá mọi năm. Không, năm nay cái giá năm nay là bao nhiêu là năm nay là cô ngại cô chưa dám đưa đây mà. Mai nhà mình đây là chắc cũng phải tầm 5 năm không? Dạ, 5 năm. À 5 năm. Năm bây giờ em nói cái giá chính xác luôn á. Lâu nay em đi quay mai mà 5 năm cái này, cây này thì tầm giá thì khoảng tầm trung bình 600 ngàn. Đúng không? Rẻ dữ anh. 600 ngàn là tại vườn á. Có đâu. Hả? Ủa, đắt hơn năm ngoái hả? Năm ngoái cũng 600-700, năm nay giá cao hơn đúng không? 600 thì quá rẻ. À, giá năm nay là trả 800 rồi. Vậy thì giá năm nay là ngon hết chứ. Được ấy. Vậy là chị bán là khoảng cái trên 800 hả? 800 là chưa bán rồi, chứ 900. Mà cũng chắc cũng tùy cây, có cây thì nó cũng phải trên 1 triệu, nhưng có cây thì nó, cây nhỏ thì nó giá nó khác, nó lại khác. Đây là mai 5 năm tuổi, chiều cao khoảng chừng chưa được 1 mét. Cả một lô luôn, lô này cũng phải mấy chục, gần 50-70 chậu. Đều nhau luôn. Đây là tại thôn Thanh Liêm nha, Thanh Liêm xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây có số điện thoại luôn nha, số điện thoại. Tôi cứ anh chị các bạn muốn tham khảo thì cứ qua số điện thoại này nè. Đây, số điện thoại. Rất là rõ. Mình đã quay số điện thoại rồi nha. Cô chú anh chị các bạn muốn tham khảo, tìm hiểu, mua chơi hay là mua về bán lại thì cứ hỏi số điện thoại hoặc là lên kênh của mình đó. Mình quay rất nhiều video, cứ hỏi qua số điện thoại đó. Em quay số điện thoại rồi, có gì người ta gọi điện chị bắt máy. Thì có số lạ thì chị cứ bắt máy, bởi vì bắt máy mình bán mai mà cứ ai gọi thì bắt máy. Dạ dạ. Thì cứ vẫn
cái điện thoại bình thường chứ, tại vì là mình đã đưa số điện thoại lên thì khách hàng vẫn điện là mình vẫn riêng ngay sơ như bình thường. Người ta có thể người ta mua số lượng nhiều mua bán lại rồi đó. Thì mình đỡ số lên là đỡ đặng có đặng khách có nhu cầu là khách điện á. Đó có cái bảng số điện thoại kia này. Đó rồi, quay rồi. Có hai bảng nữa rồi. Nhà mình trồng có được nhiều không vậy? Trồng được số lượng nhiều. Số lượng ở dưới vườn á hả? Dưới vườn là nhiều đúng không? Mỗi Tết, mỗi năm Tết thì chị bán được khoảng bao nhiêu chậu? Cũng trung bình cỡ 3 đến 400 chậu. À, 300-400 chậu một năm á. Cứ luân phiên là năm nào cũng có ha, trồng kế kế và trồng cái mai ở đây nó tốn cái thành tre đây cũng nhiều á. Nhưng mình cái thành tre đây mình xài cũng được mấy mùa chứ? Dạ thì cũng được 2 mùa. À 2 mùa mình đó. Mình lấy đi lấy lại được 2 mùa. À. Để ngoài nắng ngoài mưa nó cũng nhanh mục ha. Phu trồng chăm sóc Tết lạc lá rồi nhổ cây nhổ thân tre đây tốn công ghê. Cái này mướn thợ ghim vô được lúc tạo hình ra lúc trước là mà thuê người ghim vào đó. Dạ tạo hình xong bây giờ là nó tạo thân hình rồi bây giờ rồi, là gỡ mình ra. Gỡ ra có vẻ nhanh hơn ghim vô chắc ghim vô chắc lâu ấy à. Dạ ghim vô là lâu. Một chậu ghim cây vô rất là nhiều cây để nó mới đứng được giữ để tạo hình tạo dáng. Thế là mai đây toàn là chị em làm không chứ mấy anh làm nghề khác không phụ nữ mình chỉ làm cái lúc đồ này thôi lạc lá đồ đúng không mà đàn ông mới làm mấy cái đó hả? Phụ nữ lạc lá và dọn dẹp đó. Tụi nay cũng có người là người ta bắt đầu học làm mà người ta làm cũng được rồi. Làm hết rồi cũng quen rồi. Chúng ta xem đây, các chị thì làm cái công đoạn là rút cây thôi. Cái về cái tạo hình. Đây là công đoạn cuối cùng. Tạo dáng, tạo hình cho mai thì vẫn là các anh nam giới làm. Gỡ tre ra nhìn thấy cây mai nó đẹp rồi ha. Cột đây là hồi mình cột dây lạc, không phải dây kẽm ha. Lạc. Kẽm nó xiết còn nó hư cái mai sao. Đúng không? Cái lạc ở vừa có mưa có gió là tự nó khô nó có hơn. Cái em mình đánh khô rồi mang chút xíu rồi cũng đi làm. Mũ rồi lên. Không làm mũ. Cô nhà mũ đây mây. Mỗi địa phương thì có một cái nghề truyền thống riêng kìa. Làm vườn mà. Vườn thì tuổi nào cũng làm được. Mình thì mình rộn vào cái dịp Tết. Người biết chỉ cho người chưa biết dần nó quen. Bà con nơi khác thì họ là mình rộn quanh năm. Ở đây là nó có kịp Tết không chị? Đây đẹp á chứ, nụ cỡ đây là đẹp rồi. Vài ngày khoảng 15 ngày nữa rồi. 15 ngày nữa là bung nữa lên đây. Vàng rực liền. Rồi, xong mình rồi. Rồi xin chào mấy chị nha. Chúc mấy chị bán mai được giá nha.